Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay, 8 tháng 7, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp sau khi đi vào vùng biển từ Thái Bình đến Thanh Hóa. Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp này di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km, đi sâu vào đất liền. Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nên ở Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh có gió mạnh cấp 5, sáng nay có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía tây khu vực Nam Biển Đông có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 đến cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Trong ngày hôm nay, 8 tháng 7, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm. Khu vực mưa lớn nhất tập trung ở Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ, Yên Bái. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh nên từ nay đến khoảng ngày 11 tháng 7, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Khu vực Hà Nội hôm nay có mưa to đến rất to và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.